Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán đăng hệ loại nha các bạn. Hiện nay mình nói về so sánh bốn mũ năm thì đây được gọi là lũy thừa đó các bạn, lũy thừa và hàng này cũng được gọi là lũy thừa, được chưa? Thì để giải quyết những cái bài toán liên quan về so sánh lũy thừa thì các bạn phải dọc, thứ nhất các bạn phải củng cố kiến thức về lũy thừa, kiến thức lũy thừa thì gồm có những cái sau đây. Thứ nhất đó là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số phải cùng mũ. Thứ hai đó là các bạn phải biết phép chia hai lũy thừa cùng cơ số hay là cùng mũ đó, được chưa ạ? Tiếp theo đó là lũy thừa của lũy thừa, họ là mũ của mũ đó các bạn, lũy thừa của lũy thừa, được chưa? Các bạn phải cứng những cái kiến thức nhân chia với lại lũy thừa của lũy thừa để các bạn có thể giải quyết bài này nhanh gọn, được chưa? Rồi thứ hai đó là các bạn phải nhớ để so sánh nè lũy thừa thì thứ nhất các bạn chuyển về cùng cơ số, được chưa? Cách hai là các bạn phải chuyển về cùng mũ, được chưa? Rồi bắt đầu mình nhìn vào, bước đầu tiên mình viết lại đề trước 4 mũ 5 và 5 mũ 4, 4 mũ 5 và 5 mũ 4. Thì cái bước đầu tiên nè các bạn cần làm nè, đó là bấm máy tính trước, bấm máy tính này chủ yếu để xác định coi số cái lũy thừa nào lớn để mình bám vào, được chưa? Thì mình thấy rằng bốn mũ năm chính là 1024 và năm mũ bốn là bao nhiêu ạ? Năm mũ bốn bằng đó là 625. Thì các bạn thấy hàng này lớn hơn hàng này, ok chưa? Thì từ đó các bạn sẽ có cái hướng giải quyết, được chưa? Hướng giải quyết bắt đầu, bạn nhìn nè, bây giờ các bạn thấy nè, 4 nè, mũ 5 và 5 mũ 4. Thì các bạn thấy 4 này có phải là 2 mũ 2 tất cả mũ 5 không ạ? Rồi các bạn nhìn, ta có 4 mũ 5 thì bằng 2 mũ 2 tất cả mũ 5, được chưa? Thì ở đây các bạn phải nhớ lũy thừa của lũy thừa thì bằng mũ của mũ nè, thì bằng là 2 mũ lũy thừa mũ nhân mũ, được chưa? Vậy bằng 2 mũ 10, ok chưa? 2 mũ 10. Tới đây các bạn thấy rằng 2 mũ 10 này dưới hàng 5 mũ 6, cố gắng làm sao cho nó về cùng mũ nha các bạn. Thì các bạn thấy điều gì ạ? Thấy điều gì ạ? 10 với là 4 thì có mũ chung là mấy? Thì các bạn phân tích ra, 4 chính là 2 mũ 2, 10 chính là 2 nhân 5. Vậy nó có chung dạng số 2. Vậy các bạn biến đổi tiếp bằng, đây sẽ bằng là 2 nhân 5 nhân 2 sẽ bằng 2 mũ 5 tất cả mũ 2. Và 2 mũ 5 chính là 32 mũ 2, ok chưa ạ? Rồi, vậy từ đây mình suy ra 4 mũ 5 chính bằng 32 mũ 2. Tiếp tục 5 mũ 4 sẽ bằng 5 mũ 2 nhân 2, vậy bằng 5 mũ 2 tất cả mũ 2, bằng 5 mũ 2 bằng 25 tất cả mũ 2. Vậy từ đây các bạn đã so sánh được chưa ạ? 25 mũ 2 với 32 mũ 2 thì ta có gì ạ?
ta có 32 lớn hơn 25 lớn hơn 1, đúng không ạ? Nhớ lớn hơn 1 thì chiều không đổi. Vậy suy ra 32 mũ 2 nè sẽ lớn hơn 25 mũ 2. Được chưa? Mà 32 mũ 2 chính là 4 mũ 5. Thì 4 mũ 5 sẽ lớn hơn 25 mũ 2 chính là 5 mũ 4. Vậy 5 mũ 4. Vậy các bạn kết luận, vậy 4 mũ 5 lớn hơn 5 mũ 4. Được chưa? Được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, bạn nào có những cái bài tập nào khó chưa giải quyết được, cố gắng comment sớm giúp mình để mình khắc phục cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.